Mình tên là Võ Thương, mình đến từ đội chị Mỹ Tâm. Thực sự là cảm xúc của mình khi mà chị Mỹ Tâm bấm nút chọn và quay lại với mình, đó là cái giây phút mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và mình cảm thấy là mình là một người cũng khá là may mắn khi mà bản thân mình cảm thấy là mình chưa làm tốt, mình cảm thấy mình không có một cơ hội nào nữa. Nhưng mà đến giây phút cuối cùng thì Mỹ Tâm đọc cái này mình, đó là giây phút mình cảm thấy rất là xúc động. Và rất là mình không bao giờ quên cái cảm xúc này, không bao giờ quên cái giây phút này.